Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha. tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng không thể nào mà không xảy ra gương xấu. Nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển Còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này Các con hãy cẩn thận Nếu có anh em con lỗi phạm con hãy răn bảo nó Và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần và bảy lần nó trở lại nói với con rằng tôi hối hận thì con hãy tha thứ cho nó các tông đồ thưa với chúa rằng xin thầy ban thêm lòng tin cho các con chúa liền phán rằng nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thì dẫu các con khiến cây dâu này hãy trúc rễ lên và mọc dưới biển nó cũng liền vâng lời các con đó là lời chúa, chúa, Kỳ khen chúa. anh chị em thân mến qua bài tin mừng hôm nay chúa Sêu dạy chúng ta bài học về đức ái tuyệt vời. Không được làm gương xấu và thay vào đó phải sống rộng lượng bao dung. Điều này nhiều lần Chúa Giêsu đã lên án gắt gao các luật sĩ, các người biệt phái. Họ chỉ ngồi trên tòa cao của Mai Sen nhưng họ sống giả rồi. Những con người sống hai mặt, họ dạy giáo lý về Thiên Chúa nhưng họ không phải là người đầu tiên làm gương tốt Nhưng chính họ lại không thực hành Chúa Giêsu lên án những người làm gương xấu này Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu Gương xấu dễ lây lan nhanh như đại dịch Nó ảnh hưởng đến những người chung quanh Nó có tên là gian dối Là tham nhũng, là lừa đảo Là làm ăn phi pháp nó còn có tên là vô trách nhiệm và nhiều điều khác nữa nghĩa là những điều làm xấu cho cuộc đời vì nó gây ra gương xấu thì sẽ ảnh hưởng đến người khác gần mực thì đen gần đèn thì sáng làm vậy chuỗi số thọ tỏ thái độ dứt khoát và nghiêm khắc với những người làm gương xấu dù là làm một gương xấu nhỏ cho một em bé vậy thế nào để chúng ta tránh những điều này thưa trước hết chúng ta phải tận diệt gương xấu bằng cách tập luyện những nhân đức để tẩy trừ thói xấu như thắp lên một ngọn đèn chúng ta sẽ đẩy lùi xa bóng tối chúng ta sống khiêm nhường một chút chúng ta đẩy lùi thói kiêu cẳng chúng ta sống hiền lành một chút thì chúng ta đem hòa bình đến cho người khác. Bên cạnh đấy, chúng ta làm điều tốt. Lời nói thì như gió lung lay, gương sáng thì như bàn tay lôi kẹo. Một cách sống tốt cụ thể, Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, đó là chúng ta tha thứ Đó là chúng ta bao dung với những người xúc phạm đến chúng ta. Trung Hoa có một câu châm ngôn như thế này Tha thứ là mùi thơm Mà bông hoa tỏa ra Khi nó bị dẫm nạt Chúng ta bị ai xúc phạm Là chúng ta bị người ta trả đạp Tha thứ đi Hương thơm sẽ tỏa ra Chúng ta nghe một câu chuyện Đối thoại Giữa một vị linh mục Với một người kia Ông hãy tha thứ cho bà ấy đi vâng lần này thì con tha nhưng nếu bà ta phạm một lần nữa thì con không có tha đừng hỏng con tha vì linh mục từ tốn nói vậy ông có muốn chúa cũng nói với ông như vậy không khi ông đi xưng tội lần này cha tha lần sau không tha người đàn ông kia im lặng bởi vì chúng ta đừng đi con đường của thiếu bảo dùng. Anh chị em thân mến, trong tương quan với anh chị em của mình, việc làm gương sáng, việc tha thứ là hai việc rất quan trọng. Khi làm gương sáng, người ta sẽ không gây cớ vấp phạm. Người gây cớ vấp phạm thì nguy hiểm đến độ Chúa Giêsu cảnh báo rằng nếu nên cớ vấp phạm thì cột cối đá vào cổ mà xô xuống biển còn hơn cớ để những cớ vấp phạm đấy phải để nó chìm mất để nó không còn là cái cớ tội lỗi trên trần gian và khi tha thứ thì chúng ta cũng đụng đến một trái tim đầy lòng thương xót từ trời cao xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con nếu chúng ta sống được như vậy tương quan của chúng ta với anh chị em thật tốt và tương quan với chúa cũng rất tuyệt vời amen